mình làm người đàn ông đó, mình phải thấy là mình là cái thằng nó có giá trị, còn mình không có giá trị, đúng không? Mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình ra ngoài đời mà mình không làm người đàn ông có giá trị đó? Tại sao mình quý trọng con nhỏ đó hơn mình? Ông trời đó sinh con nhỏ nó ra có sắc đẹp rồi, con nhỏ nó không có làm mẹ ra, không làm cặc gì cho nên nó có sắc đẹp và nó có giá trị rồi, tại vì ông trời sinh nó ra có sắc đẹp đó. Còn mình á, làm người đàn ông, đúng không? Mình phải đào tạo cái bản thân mình phải đào tạo cái tư duy mình phải đào tạo cái lời nói của mình phải đào tạo cái hành động của mình phải bỏ vốn, mình phải bỏ công sức, mình phải bỏ thời gian và cái vấn đề đó đó được cái tư duy mà anh có ngày hôm nay. Con nhỏ đó nó đẹp bao nhiêu thì đẹp đi, ông trời sanh nó ra đó nó không làm đó, nó không có bỏ ra cặc công sức gì hết trơn, nó không bỏ ra mẹ mẹ thời gian gì hết trơn á, rồi sao nó không có bỏ ra mẹ vốn gì hết trơn á để có cái sắc đẹp đó, rồi xong tụi em nó đi chinh phục đó anh chị ạ. À, tụi em mà làm gì đó bông là tụi em đó làm người đàn ông đó rất là ốm yếu, mình không có nên làm gì. Mình là người đàn ông mạnh mẽ đó bông, mình bỏ ra vốn, mình bỏ ra thời gian, mình bỏ ra công sức để đào tạo cái bản thân mình đó, để mình mới đạt được cái lời nói đó, cái suy nghĩ ngày hôm nay, cái lời nói ngày hôm nay rồi xong cái hành động ngày hôm nay đó bông, mình mới có được cái này đó bông. Là mình không có đổi cái đó cho con nhỏ đó bông đi chinh phục hay là quỳ lại con nhỏ đó bông, mà nó không có làm bỏ ra công sức thời gian hay là mồ hôi gì chăng để có sắc đẹp của nó, ông trời sanh nó ra có nhiều rồi. Bởi vì là cái người đàn ông mạnh mẽ đó nó có giá trị cao hơn là con gái có sắc đẹp đó là gì đó.